Xin chào cả nhà Sài Gòn phố, An Ngọc đang ở Huế. Hôm nay giới thiệu cho cả nhà mấy cái món mà ăn đêm lâu lâu cái đổi gió cho cả nhà nha. Ở đây sẽ là cái ngã tư của đường Phan Đình Phùng với đường Lý Thường Kiệt ở Huế nha cả nhà. Ở chỗ này là hột vịt lộn ôm bầu. Món này hơi bị ngon, mình mới vừa ăn xong rất là ngon. Muốn chia sẻ với cả nhà 7 giờ rưỡi là 19 rưỡi tối là chị sẽ ở đây bán. Trời ơi, siêu đông luôn cả nhà ơi. Phía sau bách rau là thấy đúng không? Mình không dám quay mặt lại luôn á, tại đông quá trời đông luôn. Thấy mọi người cho mọi người ăn nó thoải mái hơn ha. Rồi bây giờ sẽ vô xem coi là món này sẽ có như thế nào nghe. Đây là món hột vịt lộn nha cả nhà, bầu nha. Đấy là một cái phần anh làm là làm liên tục luôn, từng nồi nhưng mà làm từng nồi một. Cả nhà thấy là làm mới như vậy thì sẽ ăn rất là ngon ha. Rồi từng nồi giống như là làm hết đồ này xong rồi bút ra từng phần. Là một phần là 15.000 nha, là một trứng nha cả nhà. Tí nữa mới được cái phần Ngọc đang ở chỗ này là ngã tư của Phan Đình Phùng cả nhà, bán ở đây Phan Đình Phùng với lại qua cái cầu bên kia là bên Trần Phú đó cả nhà. Ngọc nói vậy chắc cả nhà biết ở thành phố Huế nha, đặc biệt là ở đây là ở Huế nha cả nhà. Ngọc chưa có thấy món này ở Sài Gòn nhiều nên không biết là ở Sài Gòn mình có không, cả nhà nói không anh dưới cho Ngọc biết với. Ngon quá nha. Trong đây là sẽ có mùng tơi với cả nhà, mấy cái loại rau đặc biệt là có mùng tơi, cái xong bỏ vào là trộn lên thành một cái nồi và chia thành phần thôi cả nhà. Wow, bán đông quá trời luôn á. Một cái phần là một cái một hộp vịt nha cả nhà, một vịt lộn rồi múc như vậy thôi, một phần như vậy là sẽ 15.000. Về cơ bản cũng thấy là rất là rẻ luôn, cũng thấy là ăn đồ ăn uống Huế xong rồi chia sẻ với cả nhà là một phần dao động từ 30 đổ xuống thôi, rất là rẻ những cái món mà mình ăn vặt hay những món mặn đồ ăn sáng. Nhiều ớt vậy luôn anh hả? Ít à? Vậy là còn ít hả? Có hơn không anh? Nóng, tại vì do là nóng rồi á, cả nhà nóng bộn rồi cho nên
bỏ vô, khi mà bỏ vô trong cái phần cái gốm này á thì nó vẫn giữ cái độ nóng mà ăn rất là ngon. Hồi nãy Ngọc thử rồi, Ngọc thấy gia vị rất là đậm đà. Trước khi mà Ngọc quay á là Ngọc đã thử, Ngọc chờ anh quay phim của Hà nên Ngọc thử. Thì món này á, đầu tiên Ngọc nghe bầu cái xong Ngọc nghĩ là chắc là bỏ lên một cái khay hay cái gì đó, khi mà mình đến rồi mình xem rồi mình cũng tham khảo rồi thì thấy là hầu như cũng giống là cái canh của mình đó cả nhà, giống như thay vì cái canh mình, cái canh hay là cái lẩu á, mình bỏ trứng lộn vào xong rồi ôi trời má ơi xem, bỏ trứng lộn vào xong rồi mình nấu lên, thì bây giờ sẽ từng cái là gọi là cái thố nhỏ đúng không, cái thố nhỏ hả, có thể là gọi là như vậy đi ha, cái thố nhỏ nhỏ rồi xong từng phần chia ra thôi, và trong đó thì cũng sẽ có mồng tơi á cả nhà. Nước nêm rất là đậm ngon, khách đông rồi em, mình thấy cái giò lạ lắm luôn á. Còn khi mình ra đây xong rồi ha, mình đi làm xong mình cũng tiếp xúc này kia rồi mình nói chuyện với mọi người, mình mới biết là thời gian bán ở Huế có những cái khung giờ cũng cực kỳ là giống Sài Gòn, nghĩa là nó có thể là bán những cái giờ lửng lửng á cả nhà. Như là ở đây là chị sẽ bán vào lúc 7:30 ha. Đây là cái trứng lộn trứng giữa nè, trời ơi lộn với trứng giữa, ý em nói là đây là cái trứng lộn này lúc nãy mình nói nè. Đó, cứ bỏ vô đây thôi thì nó sẽ được cái áo cái gia vị cái phần nước nước của bầu. Ủa cái này còn có muối tiêu không ta? Ví dụ mà Ngọc ăn cái này mà ở Sài Gòn thì mình sẽ có tiêu. Còn do là cái này nó bỏ ở trong cái nước dùng nước lèo rồi nên nó ấm cái gia vị, đậm cái gia vị. Mà thật rất là bất ngờ là khi mà nêm nếm xong mình thấy là ôi ở đây nêm nếm đậm đà ghê. Chứ không như mình nghĩ là sẽ đi mặn mặn ấy cả nhà. Mình nghĩ là chỉ đi mặn mặn kiểu bình thường thôi, nhưng mà đây rất là đậm thơm luôn. Đúng rồi, cái sự ngọt của bò nó cũng ra nữa. Khá đông giả mang, này bán từ 7:30 nha. 7:30 đúng không? Không. Từ 7:30 là coi như là 19:30 nha. Nếu mà đêm ở Huế cả nhà không có biết ăn gì á thì Ngọc nghĩ là có những hai sự lựa chọn. Thứ nhất là cả nhà ăn cái món này là món mặn xong, cái cả nhà sẽ đi ăn thêm cái món chè nữa là được hai món. Đó là món chè bột lọc heo quay ha. Đó là được hai món buổi tối nha. Đây là nguyên cái trứng, là tại do Ngọc thắng cái nĩa vô cái nó bị như vậy thôi, chứ thật ra là cái trứng là rất là nguyên vẹn luôn nha cả nhà. Ngon, công nhận đi ngon. Kiểu tất cả nó hòa quyện vô trong phần nước dùng đó, nó rất là ngon. Cái phần nước này cũng đập vô trứng đập vô trong cái nồi nước luôn, cho nên là nước rất là ngọt đó nha. Món này cũng rất hay gợi ý cho cả nhà khi mà đến Huế nha. Ở đây là chị có 20 món chè Huế lận cả nhà. 21 em. Dạ, chị giới thiệu sơ giùm em thử là đây còn bột lọc bọc heo quay chè vua sen lóng ngàn đầy nồi Huế, bắp vị già cái bưởi chua thím mù ấy đặc sản 21 hết. Dạ. Huế mình rất là ngon. Cái món này là món gì chị? Cài đà lọc dưa nó ngon lắm em. À, lọc dưa ngon, còn đây là heo quay. Ở đây là bột lọc heo quay. Dạ, là bên ngoài sẽ là bột lọc. Bột lọc ở trong là dùng heo quay. Heo quay, món này là món đặc sản của Huế luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, hàng chè của chị quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Ở đây là 20 nồi, là 20 món. Còn cái bên kia màu đỏ đỏ là cái gì chị? Cái này hả? Cái này là chè trái cây hả? Dạ, chè trái cây. Hồi nãy em nghe nói chị đó chè cung đình nữa là cái gì? Chè cung đình 21 qua 1 ly. Còn cái màu tím này là khoai mỡ ở trong Nam mình đó. Dạ. Ở đây là quài khoai tía. Là cũng là chè luôn. Đúng rồi. Còn đây là khoai lăng dẻo ấy. Dạ. Cái gì nãy chị nói chè gì ạ? Em cũng chưa nghe rõ lắm. Khoai lăng dẻo. À khoai lăng dẻo ha. Còn bên này là khoai tím, là khoai mỡ ở trong mình đó. Dạ. Còn bên này là chuối. Xanh dưa non. Ở đây là đầu ngư này, đầu ngư này, đầu đỏ, đầu nanh, chè mô, chè nước, xanh đánh, đầu váng, bắp, bưởi, xanh hạt, xe. Dạ.
Hình như xào thôi chứ không còn. Em nhớ là chỉ có một cái mâm chè đúng không? Đúng rồi, mâm là 20 món em thấy. 20 món đó luôn đúng hả rồi, chị? 20 món, đầy đủ các món. À, chị em nói thử cho biết, đến Huế chỉ còn khoảng một chị là nhiều thôi. Chị là quán mình là tên gì, để lại địa chỉ làm sao chị? À, quán cha chị là Ngọc Thiên ấy, 67 Trưng Đào, thành phố Huế, phường Phù Hoa. Dạ, là 67 của Trần Hưng Đạo, là quán chè tên Ngọc Thiền. À, gần cầu Trưng Tiên á em ấy. Dạ. Thôi bây giờ chị múc cho em một cái mâm chè đi. Ok. Mâm chè là được 20 món đi. Xong rồi cho em một cái chè heo quay. Rồi. Trong đó có heo quay ở trong đó. À, trong đó là có heo quay luôn á. Rồi chị. Dạ. Em cứ vào đi, vào đi chị. Dạ, vào. Em quay lúc chị múc luôn đi. Ok, rồi rồi. Để cho có cảnh. Đẹp luôn cả nhà. Và đặc biệt ở đây thì cả nhà muốn ăn hết thì cả nhà sẽ ăn tất cả. Có nghĩa là một cái nén chè mâm gồm 20 món. Và lộn xộn thì gọi là cái cung đình. Lúc nãy chị nói là lộn xộn sẽ gọi là chè cung đình đúng không? Chè cung đình là 20 món nha. Đây chị bốc cho em 20 món này. À, có chè này. Muốn thưởng thức đầy đủ hết thì mình ăn nguyên một cái mâm này là đầy đủ hết món nha. Mỗi thứ mình ăn một ít nha, biết được hương vị chè ngon của chỗ chị. Chị cũng tên Hiền luôn hả chị? Chị là Ngọc Hiền, dạ. Chù quận tre đây em. Ở đây là chị bán từ lúc mấy giờ chị hả? Chị bán 2 giờ, tới 12 giờ đêm. Cái món này là món trái cây đầy sắc màu luôn. Đầy đủ cả màu. Còn về đó là gì chị? Là cái này có món sập vang ấy. Rồi chè này là chè trôi hả chị? Ừ, trôi nước hả? Trôi nước nè. Tí em bé. Phần này là chè dừa. Đây một lọc dừa non ngon. Đầu vàng Huế đấy, đầu vàng đặc. Để nó xinh đẹp. Quá trời đẹp luôn. Chị bán ở đây lâu chưa chị Hiền? Chị bán bá đôi thôi, tới ba ngoài, đến mẹ, rồi đến chị ấy. Bán lâu chè rồi. Này mình chè là bán bá đời. Cái này là sáng đó chị chuẩn bị cực lắm hả? Cực lắm, nó vặt không cùng nhiều lắm. Đây là chị một lọc heo quay nha cả nhà. Một lọc heo quay. Cái đó là chè hạt sen hả chị? Hạt sen, nó sen lắm, dạt mà thấy. Quá trời đẹp. Con là đi rau cấu. Con nó sơn xảo. Nó sơn xảo cho nó mát. Quán chè của chị Hiền nổi tiếng lắm rồi. Anh quay chia sẻ quá trời luôn. Lúc nào gẹo hồ chị nha. Chị Huế 67 Trân Đào gẹo hồ chị nha. Mọi người, mọi khán giả của Sài Gòn phố mà có dịp ghé Huế thì ghé ủng hộ quán chè của chị nha cả nhà, quán chè Ngọc Huyền nha. Đây chị bỏ cho cô nha. Đây là đầy đủ năm luôn hả? 20 20 món nha. 20 món luôn đó, trời ơi ngon quá hả. Bây giờ mình sẽ vô thử trước đây, rồi mình sẽ quay tiếp. Đây là có nước cốt nha cả nhà và cái dừa non. Đây là dừa non này, chị để ra cho mình rắc lên khi mà mình ăn mấy món nha. Tất cả này Ngọc, 20 món chè Huế nha. Hôm nay Ngọc sẽ review cả nhà. Wow, quá đã luôn. Đầu tiên là không thể bỏ qua một cái món mà đặc trưng nhất là của Huế đúng không cả nhà? Đó là món chè bột lọc heo quay. Ở trong sẽ là heo quay. Đây, ở trong là heo quay. Ở ngoài sẽ là bột lọc rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử xem như thế nào nha. Trời ơi, Ngọc thật sự là món này mình có ăn rồi chứ không phải là chưa ăn đâu cả nhà. Nhưng mà ở Sài Gòn thì mình chưa tìm thấy quán nào ngon hết. Và phải ra tận Huế để thử món này coi nó gốc là như thế nào. Đây Ngọc thử nha. Có nghĩa là ban đầu Ngọc nghĩ là nó sẽ không có từ từ. Biết không? Tại vì cái cục đó, chị làm cái cục chè nó khá là to. Cho nên là mình phải ăn ngay từ 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 để cảm nhận được cái hương vị. Ngon. Đầu tiên là Ngọc cứ ngỡ là nó không dính, nhưng mà dính không tưởng các nhà ơi.
Nhà biết lý do tại sao không? Ở bên ngoài á, bột lọc nó có độ ngọt của cái phần nước đường. Nước đường này là không quá ngọt nha. Ngọc không, Ngọc rất là sợ ăn chè bột lọc heo quay mà cái đường ở ngoài nó ngọt he, ngọt đậm luôn thì mình sẽ không có được dính. Và cái thứ hai là cái nhà khi mà cắn vô cái cục heo quay đây, Ngọc cắn vô cái cục chè, cắn vô cái cục chè thì cả nhà thấy heo quay không? Heo quay trong đây chị làm khử rất là ngon. Cái hương vị ở đây chị nêm lại nó đậm đậm và đặc biệt là nó sẽ có cái nhân ngọt ngọt ở trong đó. Heo quay đã được khử là thơm ngon nha. Nó sẽ không để lại cái mùi tanh của heo quay nha cả nhà. Cho nên mà khi mà mình ăn với cái đồ ngọt ngọt á, nước đường ngọt xong ở ngoài da nó cũng hơi ngọt mà nó vẫn rất là nhín và ngon. Trời ơi, mê lắm. Mình mê món này quá hả? Chén này có hai cục à, hồi mình phải ăn nguyên ly. Nguyên ly hình như 4-5 cục gì đó, ăn nó mới đã cả nhà. Nguyên ly ăn nó đã, thật sự luôn. Giờ nè, hết rồi, buồn. Buồn 10 phút. Ngon. Ở ngoài á, cái phần bột á, chị làm cũng siêu dẻo luôn, nghĩa là vừa dẻo vừa quện, nó ăn nó không có bị, có nghĩa là không có bị cứng bột mà ăn nó độ ngọt nó vừa phải nữa, cho nên ăn rất là xuất sắc. Hay là chè kiểu long nhãn hạt sen, có long nhãn có hạt sen bỏ vào. Phải vậy chứ. Hạt sen nè, bùi. Hạt sen thì bùi, xong mà long nhãn thịt ngọt nhưng mà độ ngọt vẫn vừa phải. Chuyện này á, nấu chè mình rất là ưng. Tự ngọt quá nha nhau ơi, ngọt quá mình sợ lắm. Nhãn cũng vậy à, thấm đậm cái vị luôn, cắn vô là nó mọng nhưng mà vẫn có độ bùi thơm của hạt sen đó. Tiếp tục với cục nước bào hạng 20. Sau chuyến đi Quế này về là mình sẽ mập như một con heo. Nói nó phô vậy nhưng mà thật sự là mập lên đó cả nhà, tại vì những món này mình ăn rất là hạp. Rồi đây là chè chuối. Đó. Tại vì do Ngọc ôm dạng nó không có fan, không phải là fan của nước cốt cho nên mình không có bỏ nước cốt. Chứ mà cả nhà mình thích ăn nước cốt thì cứ để vào, tại vì cho chị cho cả chén lần cả nhà. Cái chuối nó vừa cái độ ngọt, là bởi vì cái ngọt liệm này là liệm do chuối nó chín, cho nên cái vị chè nó từ cái chuối nó ra nó sẽ ngon hơn, nó thơm hơn cả nhà, hơn cái độ sắc hơn. Rồi đây là chè vàng, hồi nãy chị gọi chè vàng, chè khoai. Mình không có thuyết minh đầy đủ hết được món này. Cái lúc mà chị mốt và chị đã có nói với mình ấy cả nhà, nói hết là cả nhà coi trong clip là coi đầy đủ hết luôn á. Khoai dẻo. Trong chè này thì có gừng rất là thơm. Cái độ sơ nè, cái độ mà hả gọi là gì kéo như thế này nè, nó vừa sạch sạch đặc đặc như thế này nè, ăn khoai nó dẻo rồi. Cả nhà biết chè ngon rồi đúng không? Nếm nó nở ra, nở vừa nở ra rồi hả? Nở dẻo thơm. Hơi chè đậu này hơi ngọt nha. Nó hơi ngọt đậm một chút xíu so với những loại chè kia. Nhưng mà đậu vẫn bùi. Mình nói là cái sự sàng lọc cái đậu á cả nhà, nó vừa dạng đậu ngon á. Đậu nó không có bị nấu nguyên hộp, nó không bị sức mẻ gì hết. Rồi không, một phần nữa là nấu vừa tới nên là ăn nó bùi nó thơm. Đậu lượng này chị nấu cũng ngon, nói là ở cái độ chín vừa phải mà dẻo như thế này thì kiểu mình cũng phải canh lửa cả nhà, mà cái hạt đậu nó sẽ thấm được cái phần nước đường, nó thơm. Nhưng mà nghĩ là cái này là chị ở nhà chỉ ăn đậu thôi, chứ còn nghĩ húp hết cái nước này là không nổi đâu, tại vì nó hơi ngọt ngọt á, hơi ngọt ngọt. Rồi đây là đậu ván ha, sọt dẻo thơm và đặc biệt là nó rất là béo. Kết được không? Còn cái gì nữa không? Có gì lạ đó với Ngọc nữa không? Ngọc sẽ thử nha. Đây. Còn cái món này. Ủa? Xong cái món rau câu, cái bỏ cái này là cái phần nước dừa vào. Và cuối cùng là mình sẽ ra được một món chè. Bởi vì đã có để nước cốt, nó sẽ béo. Và nước cốt cũng làm cho cái này nó sẽ ngọt ngọt, thanh thanh ở trong đó. Chứ cái phần rau câu thì sẽ không được để đường nhiều đó, cho nên là nó sẽ hài hòa khi mà quả nước cốt vào đó cả nhà.
nhiều món quá, 20 món mà ăn quay trong cái clip thì nó sẽ rất là dài, nhưng mà tổng chung lại là mỗi món á, là nó sẽ có một cái độ ngon riêng. Chẳng hạn như là cả nhà thích ăn cái sự mà ngọt vừa thì mình ăn những cái món chè lúc nãy giờ, chè nó thanh thanh đạm đạm giống như là hạt sen với nhãn ha. Rồi thích ăn béo thì cả nhà có thể là ăn đậu được, cái đậu, đậu gián ha, chuối rồi nè, chè khoai rồi đó. Rồi hết mà ăn hơi trái cây nhiệt đới thì lại ăn cái chè Ngọc mới vừa thử. Rồi còn cuối cùng là phải thử ăn chè heo quay nha. Chè heo quay hết rồi, tính dơ lên mà hết trơn rồi, bây giờ tính kêu thêm một ly nữa. Chè heo quay rất là ngon, nên thử ở chỗ này nha. Hôm trước Ngọc có thử một cái quán ngẫu nhiên ở gần đây, nhưng mà nó không ngon bằng cái chỗ hôm nay Ngọc ăn đâu nha cả nhà. Nên là cả nhà có thể là ghé thử xong rồi feedback cho Ngọc biết. Một lần ghé Huế thì cả nhà phải nên thử một mâm chè, đây gọi là mâm chè cung đình. Không, đi Huế là phải có cung đình đúng không? Đây là mâm chè cung đình nha, cung đình Huế nha cả nhà, đầy đủ hết tất cả các món luôn. Đấy. Rồi địa chỉ quên mất tiêu rồi, biết là chè chị Ngọc Huyền thôi, cứ là sợ lên mạng chè Ngọc Huyền Huế là ngay đây, là ngay là gì cả gì gì có cái bảng anh ơi, phim nhìn giùm Ngọc giùm cái bảng đi. À, trung tâm văn hóa đúng rồi, ở trên con đường Trần Hưng Đạo này chỉ có một cái trung tâm văn hóa thôi là cả nhà. Ngay đó tiếng chè Ngọc Huyền sẽ ra chỗ chị và bán, cả nhà ăn thưởng thức thử nha. Nhớ là chia sẻ với comment cho Ngọc biết là cả nhà ăn như thế nào. Rồi, hẹn tiếp theo mọi người sẽ trong những video về Huế tiếp theo nha. Bye bye.